các nội dung bắt buộc trên hóa đơn giá trị gia tăng. Tại điều 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn hiện tại, quy định rất cụ thể về nội dung bắt buộc trên hóa đơn. 1. Tên loại hóa đơn. Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn, ví dụ hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng. Trường hợp hóa đơn còn dùng một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn, ví dụ hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu bảo hành, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu bảo hành, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu tiền, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu tiền. 2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn. Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số niên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn. Một loại hóa đơn có thể nhiều mẫu. Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và có hai chữ số cuối của năm. Đối với hóa đơn đặt in, hai chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, không hai chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn, ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra. Ví dụ, doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7 tháng 6 năm 2014 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến năm 2014, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định. 3. Tên niên hóa đơn. Niên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 niên trở lên và tối đa không quá 9 niên. Trong đó, 1 niên 1 là new, niên 2 là giao cho người mua. Các niên từ niên 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 niên, trong đó niên 3 là niên lưu tại cơ quan thuế. Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo phát hành hóa đơn từ 3 niên trở lên, trong đó giao cho người mua 2 niên, người mua niên 2 giao cho người mua và 1 niên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hóa đơn 2 niên thì tổ chức cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng ô tô xe máy với cơ quan có thẩm quyền mà niên 2 của hóa đơn phải lưu lại cơ quan quản lý đăng ký tài sản. Ví dụ, cơ quan công an được sử dụng các chứng từ sau để hạch toán kế toán, kê khai khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định. Niên 2, hóa đơn bản chụp có xác nhận của người bán, chứng từ thanh toán theo quy định. Niên biên lai trước bạ,
niên 2 bản chụp liên quan đến tài sản phải đăng ký. Bốn, số thứ tự hóa đơn. Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn. 5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán. 6. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. 7. Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, hàng hóa, dịch vụ, thành tiền, ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp, tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là tập đoàn đa quốc gia thì chỉ tiêu đơn vị tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của tập đoàn đối với hóa đơn giá trị gia tăng ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng phải có dòng thuế xuất thuế giá trị gia tăng tiền thuế giá trị gia tăng tổng số tiền phải thanh toán bằng số và bằng chữ. Tám, đối người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán nếu có vào và ngày tháng năm lập hóa đơn. 9. Tên tổ chức nhận in hóa đơn. Bỏ hướng dẫn. Trên hóa đơn tự in hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Lưu ý, trên hóa đơn đặt in vẫn phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận tự in hóa đơn đặt in. Theo điều 2 của công văn 1839 TCT CS vào năm 2014. 10. Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán được lựa chọn sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm phẩy nếu có ghi số sau chữ số hàng đơn vị. Phải đặt dấu phẩy sau chữ số hàng đơn vị hoặc chữ dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ sử dụng dấu chấm sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán. Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới các hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. Mỗi mẫu hóa đơn sử dụng của một tổ chức cá nhân phải có cùng kích cỡ, trừ trường hợp hóa đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố định độ dài. Độ dài của hóa đơn phụ thuộc vào độ dài của danh mục hàng hóa bán ra. Theo khoản 1 điều 3 thông tư 26/2015 TT-BTC sửa đổi thêm điểm K khoản 1 điều 4 thông tư 39. Đây là đơn vị bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn An Bình Minh, mã số thuế là 01012353446. Địa chỉ là 197 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Số điện thoại. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn: tên người mua hàng BKV, mã số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 1 2 3 địa chỉ Hà Nội. Hình thức thanh toán tiền mặt số chuyển khoản 00 12 13 12 312. Số thứ tự tên hàng hóa dịch vụ đơn vị tính số lượng đơn giá thành tiền. Một phần mềm hóa đơn tự in đơn vị tính là bộ và số lượng là 10 đơn giá là 199.000 thành tiền là 1.999.000 990.000. 2 BKT Pro Antivirus đơn vị tính là 1 năm số lượng là 9 đơn giá là 299.000 thành tiền là 2.691.000. 3 BKV Smart Home đơn vị tính là 1 năm và số lượng là 13 đơn giá là 399.000 thành tiền là 5.187.000. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã nộp. A. Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này, tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo logo, hình ảnh, trang trí hoặc là quảng cáo. B. Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn. 3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc. Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ có thể tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại thông tư này. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính. Theo khoản 2 điều 5 thông tư 119/2014/TT-BTC. B. Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải nộp hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 điều này. Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại được nộp theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán. Đối với tem vé, trên tem vé có mệnh giá ghi sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua. Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật kinh tốt chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức nộp hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức dấu của người bán. Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng.